không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoán đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Bởi vì vấn đề thời gian, chúng tôi không ăn không ngủ, không chơi game, không đi tìm người hầu đã chuẩn bị được 8-9 phần rồi. Tôi cảm thấy bản thân chúng tôi tài giỏi lắm. Vậy ngày mai trước 9 giờ hoàn thành hết có được không? Được. Tín Hy, phần của anh 6 giờ sáng mai hoàn thành. Chúng tôi 5 giờ. Tôi nghiêm túc chứ? Nghiêm túc. Giao hàng đúng giờ. Có bao giờ anh nghe nói nỗi sợ duy nhất chính là bản thân nỗi sợ không? Nè nè, cô trang điểm tôi còn đẹp hơn cả cô dâu, như vậy không hay đâu nha. Làm gì có, do bản thân cô đẹp thôi. Tôi biết. Nè, năm sau đám cưới tôi rồi, tôi nhờ cô nha được không? Đương nhiên là được. Ở đây có danh thiếp của tôi, cầm thêm đưa cho bạn của cô. Ừ. Nhớ tìm tôi nha, tôi sẽ giảm giá cho cô. Cũng được, cảm ơn cô. Tôi đi vệ sinh. Chuyên viên trang điểm dựa vào đâu chứ? Cô chỉ là trợ lý của tôi thôi. Nếu không nhờ tôi, cô có việc làm sao? Người ta cảm thấy tôi trang điểm đẹp có vấn đề gì chứ? Không lẽ tôi phải làm trợ lý cho cô suốt đời sao? Tức là bây giờ cô giành khách của tôi chứ gì? Cô phản phúc như vậy, uổng công tôi lúc trước chiếu cố cô. Chiếu cố tôi? Suốt ngày sai tôi đi mua cà phê, lại không chịu trả tiền. Tiền taxi cũng trừ khi đi công tác, cô cũng nuốt luôn. Vậy mà gọi là chiếu cố sao? Cô thiệt một chút cũng không được sao? Cô làm sao học hỏi? Trên người cô tôi chỉ học được tính kỹ với lại bạc đãi hết rồi. Nếu cô không xin lỗi tôi, từ nay cô đừng hòng. Cô câm miệng lại đi. Bây giờ là tôi không làm. Nè nè, bữa ăn lúc nãy mỗi người 50, tôi nghe tài 80. Sao tôi hơn 30 đô vậy? Lúc nãy một mình anh ăn một phần bánh xếp nước sốt gì cá. Nè, người này cũng tự mình ăn cá trôi viên vậy. Là tôi ăn. Nhưng mà cá trôi là cá, cá mập là cá. Vậy cá voi có phải là cá không? Cá voi là loài thuộc lớp thú, thuộc bộ cá voi. Chỉ làm bộ cá voi có răng và cá voi tấm sừng. Tuy ngoài hình giống cá nhưng không thể gọi là cá. Cũng là cá thôi, có cần phân chi tiết vậy không? Cá trôi viên ở nhà hàng là trung điểm. Bánh xếp nước sốt di cá là đỉnh điểm. Đỉnh điểm và trung điểm chênh lệch 30 đô. Cho nên anh đưa thêm 30 đô rất hợp lý. Nè, tôi không có hỏi ý kiến của anh. Bây giờ có đưa hay không? Đưa, tôi là người tiền bạc rõ ràng mà. Nè, cầm đi. Thí thần à, sao còn xài loại máy cổ lỗ sĩ này? Tôi mượn coi thử đi. Đừng có giỡn, không phải của tôi. Làm gì căng thẳng như vậy, quý lắm sao? Nè, không thể giỡn với không phải tôi mà. Đừng có đếm nữa, không có người thế nào đâu. Đưa đi, đưa đi, không được giỡn mà. Đừng giỡn nữa. Đừng có giỡn nữa. Đừng làm vậy mà. Đưa cho tôi, cố gắng giữ kỹ đồ của mình đi. Cảm ơn. Sao không có khăn giấy vậy? Xin lỗi Hy Thần, nếu không sửa được tôi đền lại cái mới cho anh nha. Thì đó, dù sao mấy cái máy này cũng cổ lỗ sĩ rồi, luôn tiện đổi cái mới đi. Đi đâu vậy? Có chuyện gì sao? Bên trong ướt rồi, không thể nghe nhạc được. Có thể sửa không? Có thể sửa không? Sửa được không vậy? Máy đời cũ quá rồi, sao sửa được? Xin lỗi, hôm nay tôi không được. Hẹn hôm khác trả iPod gì. Đúng 6 giờ rồi, có phải coi như chúng ta thắng rồi không? Tín Hy, có lời giải thích nào không? Lúc nãy chỉ là ngoài ý muốn thôi mà. Ngoài ý muốn cái gì? Im đi. Trong giờ làm việc, anh không làm xong công việc là vấn đề của anh. Tôi không hy vọng gì một mình anh làm ảnh hưởng công việc cả đội, có biết không? Tôi xin lỗi, tối nay tôi nhất định sẽ làm xong. Sáng mai trước 9 giờ giao cho anh. Anh cứ tập trung làm việc, tôi có linh kiện sửa lại nó rồi. Tin tôi đi.
sửa xong rồi. Thử đi. Tôi cảm ơn nhiều. Xong việc rồi tôi đi trước đi. Mắt kính vẫn chưa xong, tôi còn muốn anh phụ tôi mà. Khuya lắm rồi. Làm ơn đi. Gặp mặt nãy giờ cũng đâu có gì đâu. Không được rồi. Hít thở. Nè. Nhìn thấy cổ mất tự nhiên lắm. Cổ đòi bạn công việc với tôi. Tôi đã từ chối. Có phải tệ lắm không? Không thể trả lời anh được. Tiếp tục gặp cổ, tôi sợ bệnh suyễn tới chết đó. Tôi cảm thấy anh có thể. Tệ hại, đỡ hơn là chết mà. Tôi không rõ cho lắm. Cổ không trả lời, tính sao đi? Tiếng Quảng Đông của tôi không rõ cho lắm. Hay là anh tìm cách khác, tiếp tục hỏi đi. Khuya rồi chưa nghỉ nữa sao? Chưa nghỉ, nhưng mà vừa mới cúp điện. Cúp điện thì rút đi, điên rồi sao? Rút thiệt sao? Tệ lắm hả? Không rút ở lại để làm gì? Đếm ngón tay à? Có người chưa về. Nói một tiếng rồi đi đi. Cúp điện, đi trước, có gì liên lạc. Sao cô nằm sấp ở đây vậy? Tôi làm rớt đồ, không tìm được mắt kính và điện thoại. Kiếm đồ phải nằm sấp vậy sao? Anh có nhìn thấy không? Nè cô chứ, đã kêu cô cẩn thận rồi. Đau quá đi, tôi bị cận nạn làm sao mà coi chứ. Nè anh tìm mắt kính giùm tôi đi. Nè bây giờ tôi, nè khoan khoan, đừng bước tới. Cô quẹo phải hướng 3 giờ đi. Phải, đi thẳng. Cẩn thận đó, dưới chân có cái thùng rác. Lùi trái, tới 2 bước. Thêm 1 bước. Đi thẳng 4 bước. Tay phải 45 độ, để tay lên. Nhanh lên. Nhìn cái gì? Chưa thấy ai bị cận nặng hả? Bao nhiêu độ? Mắt trái 9 độ, mắt phải 10 độ, cộng thêm loạn thị 1,5 độ. Sao đây? Anh không có gì chứ? Có phải ngày nào cũng đeo kính áp tròng không? Thỉnh thoảng thôi, nhưng mà mỗi lần không đeo đều xảy ra chuyện hết. Lần trước thì dấp té ngoài đường, còn đụng trúng người ta nữa. À phải, lúc nãy khi cúp điện anh chỉ đường cho tôi nhớ ra chút chuyện. Thì ra lúc tối thua như vậy, có một giọng nói mình quen giúp cho mình định vị, có tính thân thiết vô cùng. Nên tôi cảm thấy mắt kính của chúng ta có thể thêm chức năng định vị bằng âm thanh để người dùng ghi âm, người thân hay là giọng nói của bạn bè. Khi mà họ ở một mình thì họ cũng cảm thấy có người đang ở bên cạnh họ. Vậy thì sẽ có cảm giác thân mật và cảm giác an toàn. Trên thị trường có dạng ứng dụng này, có thể thử xem. Trước 9 giờ có thể xong không? Làm xong. Ý thần, dậy đi. Hôm qua không về sao? Bà chủ, tối qua hai người làm suốt đêm sao? Ừ. Một nam một nữ ở chung một phòng. Qua đêm với con gái thế nào? Có dễ chịu không? Ở Thụy Điển có loại nghiên cứu cho thấy họ nói thức suốt một đêm
trong máu sẽ có hai dạng vật chất, mức NSE và S100B sẽ tăng cao gấp 2 lần. Như vậy sẽ tổn hại cho đại não nghiêm trọng, cho dù cậu ngủ lại 8 tiếng, cậu cũng không thể bù lại được đâu. Cái chính không phải là ở chỗ đó, bây giờ là ra quay trước mặt của sếp nữ thôi. Con nít tranh, câm miệng lại đi. Vất vả cho mọi người, mắt kính thông minh của chúng ta tiến đến giai đoạn hoàn thiện rồi. Market, tối qua tôi với Tín Hy nghĩ ra một ý tưởng rất hay, đó là mắt kính có thể thêm định vị âm thanh cài đặt. Ok phải không? Tín Hy nghĩ ra đó. Sắp tới tôi với Market sẽ qua Nhật tham gia cuộc thi giải thưởng, hay là mọi người nghỉ ngơi vài hôm đi. Tốt lắm. Tín Hy, đợi lâu rồi hả? Chà, hôm nay cô đẹp lắm. Ý tôi là không phải cô thơm lắm. Không, hôm nay cô rất là cao. Tôi có mang giày cao gót. Lạ lắm hả? Không phải là không đẹp, đẹp hơn bình thường. Không phải là bình thường không đẹp, mà là hôm nay càng đẹp hơn nữa. Đúng vậy, hôm nay cô đẹp hơn. Cảm ơn. Thả tôi ra. Đây. Tôi cứ suốt ngày qua lại với bạn trai của tôi, muốn tán ảnh hả? Hôm nay tôi mà gặp cô, gặp lần nào đánh lần đó. Dừng tay. Chuyện gì vậy? Gì đây người đẹp? Có liên quan tới cô không? Có sao không? Nắng hết rồi. Chỗ nào? Đằng kia kìa. Ráng chịu đi. Ui dạ, đau lắm đó. Nhẹ tay thôi. Đương nhiên là đau rồi. Nếu còn có lần sau đau hơn em cũng phải ráng chịu. Bằng cá nhân. Cảm ơn. Cái gì chứ? Con nhỏ đó tự mình lên cơn điên, nói em giành bột của nó, sau đó kêu anh nội của nó tới hù em nữa chứ. Vậy em có làm hay không? Thì cùng nhau đi ăn, đi uống chắc chắn phải có. Nhưng mà anh ta đòi mời thôi, em không có ép. Em có biết em làm như vậy trước sau cũng có chuyện hay không? Em không có tiền mà ba má không biết đi đâu rồi, chỉ còn một mình bà ngoại. Không lẽ lấy luôn tiền trợ cấp của ngoại hay sao? Có người mời ăn cơm đỡ hơn đi ăn ké chứ bộ. Dựa theo công bố của Ủy ban hỗ trợ người nghèo năm 2015, số người nghèo là 1.345.000 người, tỷ lệ nghèo khổ là 19.7%. Cho nên rất nhiều tổ chức xã hội đều có cung cấp ngân hàng thực phẩm để hỗ trợ cho người nghèo. Đây là thông tin của ngân hàng thực phẩm đó. Anh cũng hài thiệt ha. Người ta chỉ muốn giúp em thôi. Ê, hay là anh đi làm ngân hàng thực phẩm mời em ăn cơm nha. Anh đừng phá ảnh nữa. Nè, chị nói chuyện nghiêm túc. Có cần giới thiệu tình nguyện viên cho em và bà ngoại không? Có thể giúp được em đó. Thôi đi, thôi đi. Em không muốn nghe họ nói đạo lý đâu. Alo, có phải là anh mời không đây? Được, tới liền. Sao hả, là đi chơi à? Anh nuôi mời ăn cơm, ca hát, ăn khuya, suốt đêm. Có khi nào lại giống như lúc nãy không? Không có đâu, người này là người khác, biết lâu lắm rồi. Người ta có bạn gái chưa? Rồi, nhưng mà là chị em tốt, không có gì đâu. Vậy em tự mình cẩn thận đi, có gì gọi cho chị. Ừ, em biết rồi. Chị bắt đầu thu phục dân khép kín làm sai giặc vậy hả? Cứ nói lùng tung, sao nói là đi. Ừ, em biết. Ừ, cẩn thận nha. Ừ. Từ từ ăn nói lùng tung, anh đừng để bụng. Xin lỗi nha, lúc nãy có làm anh sợ không? Hơi hơi, không phải. Ý của tôi là không ngờ cô giỏi giỏi tới vậy. Thân là con gái thì cũng phải biết vài ba chiêu để tự bảo vệ mình chứ. Năm 2014 có một trung tâm thanh niên từng phỏng vấn 151 thanh thiếu niên từ 13 tới 25 tuổi, có 70% số người từ 15 tuổi hay thấp hơn từng tham gia vào hoạt động tam hiệp hội, tụ tập đánh nhau, với lại giao dịch ma túy nữa. Cách thức biểu đạt của anh cũng đặc biệt lắm đó. Ý của tôi là, cho dù anh không giỏi biểu đạt, nhưng mà anh cũng dùng cách của anh quan tâm đến mọi người xung quanh. Thật ra tôi, cô cũng vậy. Cô và Tư Tư đó thân lắm hay sao?
Tôi và cổ biết nhau trong bệnh viện. Lần trước cô bị người ta xô xuống cầu thang, tôi thấy không ai thăm cổ nên đã trò chuyện với cổ. Sao hả? Anh tò mò tại sao tôi và cổ thân mật như vậy hả? Bởi vì tôi cũng giống như Tư Tư, cũng không có ba má bên cạnh. Tôi cũng vậy. Thì ra gót giày bị hư rồi. Nhưng mà tôi đau á là tôi đau ở tay nè. Chắc chắn lúc nãy đỡ khúc gỗ đó đó. Ây chà. Chà, cô cắt tay. À, xin lỗi. Không sao. Tôi cũng từng hư hỏng. Tôi chính là thanh thiếu niên lúc nãy anh vừa nói. Chắc chắn đau lắm. Đau lắm. Nhưng mà cũng không đau bằng trong tim. Bị người ta ruồng bỏ, không ai thương, không ai yêu cảm giác đó, thật sự rất khó chịu. Xin lỗi nha. Cứ lo nói chuyện của tôi, đi thôi. Khoan đã. Kiểu giày này dễ chịu lắm. Cảm ơn. Chân của anh có lạnh hay không? Không lạnh. Vậy có đâm chân hay không? Một chút. iPod này lần sau trả nha. Kệ nó đi, cũng hư rồi. Sửa được, chắc chắn sửa được mà. Cũng được. Ê, trả lại đôi giày cho anh trước đã. Không cần, không cần, tự mang đi. Không được, nhất định phải đưa cho anh. Nếu anh đi chân trần về nhà, sau đó bị cảm, quy tội tôi thì tính sao đây? Nè, cảm ơn nha. Bye bye. Bye bye. Nếu chiếc taxi tới trễ một chút, liệu có hay hơn hay không? Con gọi taxi gì sao? Làm con giật mình đó ngoại. Ê, con đó, suốt ngày cứ lo ôm đôi giày, có trộm vô nhà con cũng không biết. Không có, con đi ngủ kia đó. Ê, khoan ngủ đã, theo ngoại xuống dưới. Xuống dưới làm gì? Em của con mấy ngày nay không có việc làm, hỏi thêm vài câu thì nổi nóng. Con xuống dưới hỏi thăm nó dùm ngoại đi. Đi. Hả? Tôi chưa từng làm, không biết làm đâu. Chỉ là xã giao thôi. Khách này dễ phục vụ lắm. Tức là bán thân sao? Không được, tôi không thể vượt qua ải của mình. Sao lại nói bán thân khó nghe vậy chứ? Loại của chúng tôi gọi là ngành nghề mang tính dịch vụ nè. Ngành nghề dịch vụ, cô cứ thoải mái làm là được rồi. Đừng, đừng. Nè, sao hai người vô không gõ cửa bắt lịch sự vậy? Nè, sao còn dại dột vậy? Không có việc làm thì tìm việc khác làm. Trời không triệt đường con người. Có tay có chân con sợ bị chết đói sao? Còn nữa, đừng có nên làm những chuyện mờ ám quá. Ông ngoại, ông nói gì vậy? Nè, con nói gì đi. Ông ngoại tưởng đâu em làm kỹ nữ đó. Em đúng là tức chết vì hai người. Em hả? Lý nào không có việc làm chứ? Sư phụ của em đi du lịch không có nhận việc, nên em mới thừa cơ nghỉ ngơi thôi. Vậy tại sao con nói phải bán thân để mà làm? Ngoại cũng biết đó, con làm nghề trang điểm mà. Hằng ngày con phải tiếp xúc nhiều loại khách khác nhau, có những người rất khó hầu hạ, con lại phải xã giao nữa. So với bán thân để làm cũng không có gì khác biệt. Vậy thế nào gọi là ngành nghề dịch vụ tính dục? Là ngành nghề mang tính phục vụ ông ngoại ơi. À? Con chỉ kêu Joey giới thiệu khách cho con thôi. Tại hai người nghĩ lệch lạc, suy nghĩ lung tung, không tin thì thôi. Được, được, được. À, ông ngoại tin, ông ngoại tin, ông ngoại tin con mà. Con cũng kỳ, nghe được có một chút á thì coi như là thiệt. Lò lăng thai qua. Con không có. Con không, không có vấn đề thì tốt lắm. Ông ngoại thấy hai con đều cố gắng làm việc, ngoại cũng không thua ở cái điểm xuất phát đầu đó nghe. Nhất định đăng ký học lớp điện thoại thông minh, nâng cấp. Cần gì? Để con chỉ ngoại. Tính ngoại rẻ một chút. Con chỉ ngoại. Ngoại nói thiệt nha, có phải con cần tiền lắm không vậy? Đừng cố cãi nữa.
Cái gì chứ, em nói đùa một chút không được sao? Cả hai người hoàn toàn không có tính khôi hài gì hết. Chúng ta mãi mãi cũng không đúng tần số. Xong chuyện rồi, cúp máy đi, bye bye, bye bye, ra ngoài xong. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.